Thân ảnh viêm đế Tiêu Viêm đang lơ lửng ở trên không trung, đôi mắt hắn híp lại nhìn về phía chân trời, trong miệng lẩm bẩm nói: "Mấy chục năm tu luyện buồn tẻ, làm ta dường như đã quên đi cách chiến đấu rồi." Đột nhiên cảm giác được cái gì đó trong khác thường, Tiêu Viêm bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào cột sáng trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mà ngay tại thời điểm cột sáng kia xuất hiện, cường giả khắp nơi cũng đã nhanh chóng chạy đến. Chỉ trong nháy mắt, mảnh không gian này liên hội tụ vô số một thế hệ cường giả mới. Lúc trước Tiêu Viêm tại dược điểm đã cứu được một số người của dược tộc, cho nên huyết mạch của bọn họ lại một lần nữa được kéo dài. Cổ tộc cũng xuất hiện không ít cường giả mới. Hai người cổ lực này cùng với cổ mị chính là đại biểu cho cổ tộc. Tuy tuổi còn rất nhỏ đã đạt đến thực lực đấu tôn. Thái hư cổ long nhất tộc tự nhiên cũng không yếu thế hơn. Với tình huống như vậy, chỉ sợ trong tương lai, mảnh đại lục này có thể sẽ sinh ra nhiều truyền kỳ như Tiêu Viêm năm đó. Cổ Nguyên cùng với Trúc Khôn lăng không tới gần bên cạnh Tiêu Viêm, cặp mắt không ngừng nhìn về phía cột sáng kia, thấp giọng hỏi: "Cái này chẳng lẽ chính là thông đạo đi đến một đại lục khác?" Những cường giả xung quanh nghe thấy vậy cũng đã không ngừng bàn tán. Tiêu Viêm khẽ chau mày sau đó gật đầu. Lúc này thì mọi người trong phạm vi ngàn trượng đều cảm thấy trong cột sáng này có một loại năng lượng kỳ dị như muốn hấp thu đấu khí trong cơ thể của bọn họ. Sắc mặt của Cổ Nguyên cùng với Trúc Khôn hơi đổi một chút, vội vàng vận chuyển đấu khí bảo vệ thân thể, lập tức lùi về phía sau mấy dặm. Trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ có Tiêu Viêm là không có chút cử động nào, vẫn chăm chú quan sát cột sáng kia. Đây là đế chi nguyên khí. Tiêu Viêm đột nhiên khẽ giật mình, một loại cảm giác mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Bàn tay được đấu khí bao bọc, không ngừng thu lấy từng thanh đế chi nguyên khí, một thanh rồi lại thêm một thanh. Cổ Nguyên, Trúc Khôn, thậm chí mấy đại cường giả nhìn thấy một màn này đều biết thứ này rất trọng yếu, nhanh chóng nhận lấy đế chi nguyên khí khi mà Tiêu Viêm phân phát. Nhất thời, trên đấu khí đại lục, đế chi nguyên khí lại một lần nữa xuất hiện. Có được thứ này, bọn họ sẽ có khả năng tấn cấp đấu đế. Lúc này, ánh mắt của Tiêu Viêm trở lên trên vô cùng nóng cháy. Hắn muốn khám phá thế giới ở đấu thần đạo bên kia. Sống nhiều năm nhàn nhã như vậy, khiến cho hắn sắp phát điên rồi. Hơn nữa, với tính cách của hắn lúc này, mạo hiểm như Tiêu Viêm, thì cơ hội trước mắt này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Phân phát không ít đế chi nguyên khí cho mọi người xong, Tiêu Viêm chân đạp hư không đi xuống, khẽ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Huân Nhi, nhẹ nhàng nói ra: "Ta muốn đi ra ngoài sông pha một chuyến, nàng chiếu cố các con tốt một chút, Huân Nhi chờ tao trở lại." Huân Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên một cái, Tiêu Viêm muốn đi mà lại là đi đến một thế giới mới, nàng làm sao có thể không lo lắng, nhưng nàng biết Tiêu Viêm không chỉ là nam nhân của nàng mà còn là người mạnh nhất mảnh đại lục này, luôn luôn theo đuổi cảnh giới cao hơn của sức mạnh, cho nên mặc dù một chút cũng không muốn, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng nói: "Bên ngoài cũng không giống như đấu khí đại lục, Tiêu Viêm ca ca không nên cậy mạnh, quan tâm bản thân nhiều hơn một chút." Tiêu Viêm cười cười gật gật đầu, sau lúc này một âm thanh có một chút tức giận vang lên: "Hừ, Huân Nhi muội muội cho phép, thế nhưng ta không cho chàng đi." Một bóng người xinh đẹp lúc này hiện ra, âm thanh thanh quang chấn động liền đi đến bên người của Tiêu Viêm, không ai khác chính là Thải Lân. Tiêu Viêm đầu tiên khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Thải Lân cười trừ, đã là vợ chồng với nhau bao nhiêu năm rồi, nhưng với tính cách của nàng hắn cũng không biết nói sao cho đúng, bất đắc dĩ đành phải hướng về Huân Nhi nhờ sự giúp đỡ, ánh mắt thương hại nhìn về phía Huân Nhi. Nhìn thấy Tiêu Viêm biểu lộ một bộ dạng đáng thương, Huân Nhi nhịn không được bật cười, còn không có chờ Huân Nhi nói chuyện, Thải Lân lại không khách khí nói: "Hừ, đừng hòng để Huân Nhi tới khuyên ta vô dụng, dù sao ta cũng không thể nào để chàng đi dễ dàng như vậy, như thế mọi việc lớn nhỏ trong đại gia đình này lại để cho ta và Huân Nhi chiếu cố, hừ, chàng tưởng tượng hay thật." Chung quanh đám người nhìn thấy hai vợ chồng này, chỉ có thể cười khàn một tiếng. Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ, Huân Nhi vội vàng tiến tới đối với Thải Lân cười nói: "Thải Lân tỷ, Tiêu Viêm ca ca dù sao cũng là đại nam nhân thích sống sáo, thì nên để cho chàng đi ra ngoài một chuyến." Thải Lân nghe vậy nhìn Huân Nhi một chút, là nhìn bộ dáng cầu khẩn của Tiêu Viêm, bất đắc dĩ khoát khoát tay: "Tốt tốt, chàng tốt nhất là nên an toàn trở về, ta không muốn hài tử không có cha, nhớ lấy tính mạng của chàng là của ta." Đối với những lời nói này của Thải Lân, Tiêu Viêm cũng hiểu được là nàng quan tâm hắn, liền đắc ý cười hằng hắc rồi nói: "Đa tạ lão bà yên tâm, ta nhất định sẽ cường đại trở về." Tiêu Viêm chuẩn vùng tay lên, tại trước mặt của hắn xuất hiện ra một thanh đế chi nguyên khí, lơ lửng bay về phía Thải Lân.
Các vị tiền bối, sau khi ta đi, hy vọng mọi người hỗ trợ chiếu cố tiểu tộc một chút. Tiêu Viêm ta cảm ơn mọi người, nếu còn có thể trở về sẽ không quên ơn nghĩa này. Tiêu Viêm đối với cường giả tứ phương chắp tay nói, bản thân của hắn muốn rời khỏi, lo lắng duy nhất chính là tiểu tộc sẽ không xuất hiện biến cố gì. Tuy nói như vậy, nhưng kể từ khi Tiêu Viêm tấn cấp đấu đế, huyết mạch lực lượng của tiên tộc này được kích hoạt, thực lực của tộc nhân không ngừng tăng lên. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, tiêu tộc liền lấy tốc độ phát triển kinh người, trở thành một trong những thế lực đứng đầu đấu khí đại lục. Đương nhiên lý do chính đáng nhất là vì bọn họ có một vị đấu đế tọa chấn, Viêm Đế Tiêu Viêm. Ha ha, con yên tâm đi, có lão già ta ở đây, tiêu tổng sẽ không có biến cố hay là gặp nguy hiểm gì đâu. Cổ Nguyên cười lớn nói, nhìn về phía bóng người mặc áo bào đen, trong lòng không khỏi cảm thán. Năm đó, lão cứ tưởng mất đi một đứa con gái là Huân Nhi, ai ngờ lại được thêm người con rể ưu tú đến bậc này. Còn có ta đây, yên tâm đi Tiêu Viêm, nơi này liền giao cho chúng ta. Ta cùng với cổ lão đầu cũng sẽ mau chóng đột phá đấu đế, sau đó liền đi tìm người. Trúc Khôn tiến về phía trước một bước vỗ ngực một cái nói, bây giờ có đế chi nguyên khí, bọn hắn tấn cấp đấu đế cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ha ha, rất tốt. Tiểu bối Tiêu Viêm đến lúc đó nhất định sẽ tới đón tiếp. Tiêu Viêm chắp tay nói cảm ơn, đối với tiêu tộc hắn lúc này mới yên tâm thêm một chút. Phụ thân, theo một tiếng gọi vang lên, một bóng người xinh đẹp nhào vào trong ngực của Tiêu Viêm, không phải ai khác mà chính là cô con gái được hắn hết mực nuông chiều, Tiêu Tiêu. Bây giờ Tiêu Tiêu đã 21 tuổi, dáng dấp giống như mẫu thân của nàng, trời sinh mị hoặc càng ngày càng trở lên trên xinh đẹp quyến rũ. Trải qua những năm tháng trưởng thành này, thực lực của Tiêu Tiêu quả thật làm cho đám thế hệ trước tức giận phun máu. Thể nội của Tiêu Tiêu có đường huyết mạch của mẫu thân là Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, lại có thêm Tiêu Viêm, đấu đế huyết mạch, thực lực lúc này dĩ nhiên đột phá đến Cửu Tinh Đấu Thánh. Lấy tốc độ phát triển của Tiêu Tiêu, chỉ sợ về sau Thải Lần cũng là không theo kịp nàng. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tiêu Tiêu, vừa cười vừa nói, Tiêu Tiêu cho đi một chuyến sẽ trở lại sớm thôi, con thay ta chiếu cố tiêu tộc. Tiêu Viêm khẽ đẩy Tiêu Tiêu ra, xoa xoa cái mũi Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu lập tức đứng thẳng dậy, như là một người trưởng thành rất nghiêm túc nói, dạ không có vấn đề gì, cha yên tâm đi, cha sữa cùng cũng đến rồi kìa. Nói xong nàng liền chỉ phía sau Tiêu Viêm. Lão sư, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn, mồ đào thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Dược lão, nếu như không có vị sư phụ mà hắn xem như cha này, Tiêu Viêm đã có thể đã sớm hồn phi phách tán, làm sao có được thành tựu của ngày hôm nay. Dược lão vui mừng cười một tiếng, hồi tưởng lại thiếu niên lúc đó còn cần mình che chở, bây giờ đã trưởng thành, là bá chủ của đấu khí đại lục, thật sự khiến cho lão cảm thấy khái phận vài phần. Con đi ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, hiện tại lão sư cũng giúp không được con cái gì, ngược lại là chở con ra ngoài sông pha, sau này có thể cho vi sư khám phá những điều mới mẻ ở thế giới mới kia. Ha ha ha, Dược lão lúc này cười lớn rồi nói, Tiêu Viêm lúc này gật gật đầu. Lão sư vẫn giống như trước đây, Tiêu Viêm vung tay lên, đem mấy viên đàn dược cùng với vài quang đoàn bắn về phía Dược lão, chậm rãi nói, cảm ơn lão sư đã dạy bảo, đây chỉ là đệ tử hiếu kính ngay, chúc lão sư sớm tấn cấp đấu đế. Những năm gần đây, Tiêu Viêm vì Dược lão mà chuẩn bị, cửu phẩm kim đan còn có đế chỉ nguyên khí vừa mới lấy được. Dược lão nhìn vật phẩm trong tay, trong mắt lóe lên trên một tia ba động. Trúc Khôn Cổ Nguyên nhìn thấy đan dược trong tay của Dược lão lóe ra kim quang, không khỏi có một chút ghen tị. Kỳ phẩm kim đan này chỉ sợ tại trên đấu khí đại lục không ai có được, bởi vì nó được một vị đấu đế cường giả xuất thủ chuyển luyện chế, cho nên không phải kim đan bình thường có thể so sánh. Tốt, con chuẩn bị xuất phát đi, Dược lão lúc này gật đầu. Vâng, Tiêu Viêm khẽ cú đầu rồi chậm rãi đứng dậy, không nói thêm lời thừa, thân ảnh như là một vệt lưu tinh, quang mang xẹt qua chân trời, hướng về phía trong thông đạo lao vút đi, lập tức liền biến mất tại giữa thiên địa, sau lưng lại truyền đến trùng trùng điệp điệp âm thanh cùng tiễn. Mà khi mà âm thanh phẳng vọng kia chậm rãi tiêu tán, thì thân hình của Tiêu Viêm trực tiếp bước vào trong cột sáng, lập tức cột sáng liền biến mất, như chưa từng xuất hiện trên phiến đại lục này. Bên trong không gian mới lạ đó, sẽ phát sinh trận gì có lẽ không ai biết. Mà trên đấu khí đại lục, vì sao không có một vị đấu đế lưu lại? Chẳng lẽ là theo thời gian trôi qua, viễn cổ đấu đế vì già đi mà vẫn lạc? Hoặc là đều như Tiêu Viêm, đều thời là rời khỏi phiến đại lục này? Việc này là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Thân hình của Tiểu Viêm xuất hiện tại một vùng tăm tối bên trong không gian hư vô. Tại thông đạo lối đi này, tồn tại năng lượng ba động cực lớn, thậm chí ngay cả đấu khí trong cơ thể Tiểu Viêm đều trở lên trên có chút hỗn loạn. Tiểu Viêm không dám khinh thường một chút nào, vội vàng ngồi xuống thúc giục đấu khí trong cơ thể tiến vào chống cự. Tại đây, một đạo hắc ảnh ngồi xếp bằng ở trong hư không. Lối đi này năng lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của Tiểu Viêm, thân ảnh của hắn bắt đầu trở lên trên vặn vẹo cực độ. Đấu đế tại đấu khí đại lục đã là vô thượng cảnh giới cấp bậc cao nhất. Bây giờ đấu khí trong cơ thể của Tiểu Viêm lại xuất hiện ra hỗn loạn, có thể nghĩ năng lượng tại đây kinh khủng đến cỡ nào, nó đủ để dễ dàng như trở bàn tay đem đấu thánh cường giả xé nách, thậm chí vỡ nát, không phải đấu đế thì không có chút khả năng sinh tồn nào. Tiêu Viêm cứ ngồi xếp bằng như vậy, hai mắt khép hờ, dựa vào dị hỏa chống cự, trải qua mấy ngày điều tức, đấu khí của Tiêu Viêm mới chậm rãi ổn định lại, không biết qua bao lâu mới từ từ mở đôi mắt ra. Hừ, Tiêu Viêm thở dài một hơi, không gian này quả nhiên không phải tầm thường. Trải qua giai đoạn chống cự điều tức, Tiêu Viêm dĩ nhiên cảm thấy đấu khí của mình có một tia tăng lên. Mà điều này khiến cho hắn nghĩ ngay đến một tình huống. Đó chính là, tại mảnh không gian này, đấu đế sẽ không còn là cường giả mạnh nhất nữa. Chính mình sắp bắt đầu một hành trình dài ở phía trước. Lối đi này nhìn qua vô biên vô hạn, giống như không có điểm cuối cùng. Bốn phía thông đạo như là thiên địa sao trời, phát ra tinh quang rực rỡ lập lòe. Loại hoàn cảnh này rất dễ dàng khiến cho người ta mất đi tâm trí. Đương nhiên tâm cảnh đấu đế cùng với linh hồn đế cảnh của Tiêu Viêm như thế nào lại bị quấy rầy. Nhưng mà Tiêu Viêm vẫn biết do lối đi này nguy hiểm, không dám xem thường. Lúc này cốt sực mở ra, đôi cánh đủ mọi màu sắc dị hỏa quay xung quanh người của Tiêu Viêm, thân hình hắn chậm rãi phi hành tại trên trong vùng không gian này. Bên trong không gian này chỉ có một mảnh sao trời, hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Tiêu Viêm cũng không biết đã bay được bao lâu, lấy đấu đế thực lực của hắn, tốc độ phi hành ở nơi này dĩ nhiên lại chậm đi mấy phần. Điều này khiến cho Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi. Đồng thời thì Tiêu Viêm cũng phát hiện, chính mình càng đi về phía trước, đế chỉ nguyên khí lại càng thêm nồng đậm dày đặc. Điều này cũng làm cho Tiêu Viêm vững tin không gian này sẽ có điểm cuối. Cứ như vậy, Tiêu Viêm không biết mệt mỏi tiếp tục tiến lên. Xung quanh hắn không có chút nào âm thanh, tùy thời nghe thấy chỉ có tiếng cốt sực mà sát với không khí. Một chữ tĩnh, tĩnh lặng để cho người ta sợ hãi. Thậm chí có cảm giác suy sụp, bất quá trải qua thời gian phi hành rất lâu, Tiêu Viêm đã quen thuộc với loại tĩnh lặng này. Cứ như vậy lao đi không biết đã bao lâu, đột nhiên thân ảnh của Tiêu Viêm vội vàng bắn ngược trở lại, thầm mắng một tiếng. Đáng chết, đây là thứ gì? Vừa mắng xong, hô một tiếng, Tiêu Viêm rõ ràng nghe thấy tiếng gió rít gào đập thẳng vào mặt, không gian an tĩnh lập tức trở lên trên cuồng bão. Một cá thể sinh vật to lớn khoảng chừng vạn trượng gào thét mà tới. Loại sinh vật này, Tiêu Viêm cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, hình thể to lớn làm lòng người rét lạnh. Hơn nữa, Tiêu Viêm còn cảm giác được điều kinh khủng hơn, chính là sinh vật không biết tên này, khí tức so với chính mình còn cao hơn, là thực lực đấu đế thậm chí còn hơn thế nữa. Thứ này nếu là đặt ở đấu khí đại lục, sợ là toàn bộ đại lục đều sẽ bị phá hủy. Tuy nói khí tức đó làm cho Tiêu Viêm có một chút cảm giác áp bách, nhưng Tiêu Viêm lại không có bất kỳ sự e ngại nào, ngay nhanh chóng ổn định thân hình, giữa lông mày hiện lên trên một chút giận dữ. Một tên mới đạt đến đấu đế không lâu, khắc khắc làm đồ nhắm rượu cũng không tệ lắm. Thanh âm thô kệch của sinh vật không biết tên vang vọng trong không gian này. Ô hừ, ai là đồ nhắm cho ai, còn chưa xác định được đâu. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, hắn không biết quái vật trước mặt đây là thứ gì. Sau khi tấn cấp đấu đế, chính mình đã có vài chục năm chưa từng chiến đấu. Giờ phút này, từng tế bào đang vô cùng hưng phấn, sẵn sàng đối chiến. Tiêu Viêm trên bầu trời không hề sợ hãi nhìn qua quái vật khổng lồ, thủ ấn biến ảo, nhất thời thì dị hỏa ở phía xung quanh kia đều biến thành cuộn cuộn biển lửa. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh tràn vào thân thể của Tiêu Viêm. Trong nháy mắt, thân hình của Tiêu Viêm bành trướng trở lên trên to lớn hẳn lên, hỏa diễm nóng cháy không ngừng thiêu đốt bên ngoài cơ thể của hắn. Hơn nữa xung quanh còn có mấy đầu hỏa long không ngừng xoay tròn. Quả nhiên là có một chút bản sự, không hổ là đấu đế duy nhất lại xuất hiện sau nghìn năm qua, nhưng muốn cùng với bản đế đấu một trận thì còn kém một chút. Nhìn thấy Tiêu Viêm như là vương hỏa bay lên, chúa tể của lửa, trong mắt của sinh vật khổng lồ cũng hiện lên trên tia kinh dị. Ta ngược lại là muốn xem người ngoài cái vẻ hòa lệ này ra đến cùng là có bao nhiêu bản sự. Nụ cười lạnh hạ xuống, thân thể sinh vật khổng lồ đột nhiên khẽ động, cái đuôi to lớn vùng mạnh một cái,
Hướng về phía Tiêu Viêm bạo phát lao đi, nhất thời toàn bộ không gian đều ầm ầm ba động. Loại kinh phong vô cùng đáng sợ này, sợ là huyết đế hồn thiên đế năm đó vẫn còn kém xa. Hừ, nhìn thấy sinh vật kia tấn công chính diện, Tiêu Viêm cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có tránh né. Đồng dạng là một quyền vung xa, lúc này Tiêu Viêm đã biến thành đấu đế chi thể, hình thể cũng đã cực kỳ khổng lồ, hỏa long bên ngoài cơ thể cũng thuận theo đó quyền phong lao đi.